clip hôm nay nè, tao làm á, tao gửi cho mấy con á, mấy thằng á, mấy ba mấy mẹ á mà quay xe với chị Hằng á, rồi bị lật xe á, rồi quay lại á, dùng những lời lẽ nặng nề á, tôi xích lại chị Hằng á. Tao nói cho tụi bay nghe nè, tụi bay sống ở đời á, tụi có liêm sĩ chứ, tụi có ý thức chứ, tụi có nhân cách chứ, đừng có sống một cái thiếu nhân cách vậy, thiếu cách ứng xử trong xã hội vậy đó. Hồi trước tôi ủng hộ chị Hằng sao, tụi chị Hằng mãi đỉnh, tụi bay luôn luôn yêu quý về chị Hằng. Lúc đó bay nói vậy, bây giờ tụi quay xe tụi bay thấy ngượng không? Bản thân tụi bay á, tao nói bây giờ sống ở xã hội này, sống ở cuộc sống này, không phải tụi bay muốn cái gì cũng được đâu, không phải tụi bay ý suy nghĩ của mày, tụi bay muốn như vậy là bắt giờ kiểu mọi người khác phải đi theo tụi bay. Nên tụi bay nên nhớ á, sống ở cái đất nước này, ở cái xã hội này, ở trên trái đất này, mọi người đều có một sở thích, mỗi có suy nghĩ riêng, mọi người có một đường lối riêng. Người ta cảm thấy đúng thì người ta đi, không đúng người ta dừng lại. Bản thân tụi mày u mê ai á thì chuyện của tụi mày. Ví dụ tụi mày u mê cái ông cái Khứa Minh Tuệ gì đó, cái Khứa Lê Anh Tú gì đó, cái nồi cơm điện gì đó là của tụi mày nha. Còn người ta mà cảm thấy ở cái chuyện đó người ta cảm thấy y như là cú lừa thế kỷ thì người ta dừng lại. Còn dưới bản thân á, tao nói mày dưới cái tầm của chị Hằng á, dưới cái đầu của nghìn tỷ của chị Hằng á, dưới một cái chức vụ CEO của chị Hằng á, bay ủng hộ chị Hằng mấy năm thì bay cũng biết mà, chị Hằng không bao giờ nhìn làm bất cứ một ai. Bản thân tụi mày tụi bay cũng ủng hộ chị Hằng bao nhiêu năm nay rồi, tụi bay không hiểu được những cái gì của chị Hằng đã làm, những cái lời nói của chị Hằng à. Chị Hằng không bao giờ làm theo ai và không bao giờ tin bất cứ người nào, tụi bay hiểu chưa? Tụi bay ủng hộ được á thì chị Hằng vui, tụi bay không ủng hộ chị Hằng đâu mất miếng nào, đâu có ảnh hưởng gì đâu mà tụi bay làm như tụi bay quan trọng lắm á. Bây giờ tụi bay lên đây là có đứa thì tru kéo nói ngày xưa ủng hộ chị Hằng khóc lóc, còn có đứa thì kể công kể ơn là ngày xưa là cha mẹ tất cả dòng họ tụi bay là các chị Hằng, có mình tụi bay thích chị Hằng. Bây giờ mày không thích chị Hằng thì chị Hằng cũng đâu bị ảnh hưởng gì đâu. Chị Hằng cần những người ủng hộ chị Hằng là cần những người có biết suy nghĩ, có động não lên ha, biết cái nào đúng cái nào sai chứ không có u mê, hiểu chưa? Còn cảm thấy tụi bay không ủng hộ tụi bay quay xe mẹ tụi bay hết đi chứ đâu có cần đâu. Bây giờ tụi bay lên đi tru kéo rồi tụi bay dùng những lời lẽ không đẹp dành tôi xích lại chị Hằng. Bây giờ tụi bay xứng đáng không? Xứng đáng hai từ chánh nghĩa không? Để tao nói cho tụi bay nghe nè. Tụi bay có thể nhìn lầm, tụi bay có thể tin lầm, nhưng riêng chị Hằng, tao tin rằng là chị Hằng không bao nhìn lầm và không tin tưởng một ai mà lầm hết nha. Khi chị Hằng đã nói câu gì nó có lý do câu nấy. Tụi bay á, cứ nghĩ là cái tầm của chị Hằng đơn giản lắm à, tụi bay u mê cái ông Minh Tuệ gì đó, tụi bay sùng bái ổng là Phật sống là bậc chân tu gì đó, cái tụi bay cứ nghĩ là chị Hằng sẽ ủng hộ tụi bay u mê theo tụi bay. Nhưng như vậy á, tụi bay cảm thấy tụi bay ủng hộ chị Hằng dữ chưa, tụi bay yêu quý chị Hằng dữ chưa? Mà tới khi chị Hằng không có trùng chung với chí hướng với tụi bay á, cái tụi bay quay lại tụi bay tô xích chị Hằng, tụi bay cảm thấy tụi bay làm gì cái nhân cách, cái đạo đức con người tụi bay có không? Tao nói tụi bay nghe nè. À, chị Hằng, cái tầm chị Hằng, cái đầu chị Hằng á, chị nhận biết hay lắm, chị nhảy số hay lắm, chị nhìn cái nào đúng cái nào sai. À, ví dụ bây giờ tụi bay nói nè, tao nói thật sự cho tụi bay là vô tình thôi, tụi bay ủng hộ tụi u mê ông Minh Tú đi, u mê ông Thích Minh Tuệ đi. Rồi tụi bay nghĩ chị Hằng cũng u mê theo vậy ha. Tụi bay kéo chị Hằng, ý tụi bay muốn là chị Hằng phải cũng giống như tụi bay vậy, cũng mù quáng như tụi bay vậy ha, đúng không? Rồi tới ví dụ là chị Hằng mà ủng hộ ông Minh Tuệ đi, mà cái hiện tượng ông Minh Tuệ bây giờ tụi bay thấy có nhiều vấn đề không? À, bây giờ nếu chị Hằng ủng hộ Minh Tuệ đi, mà cái sức ảnh hưởng của chị Hằng thì tụi bay thấy khủng khiếp không? Chị Hằng chỉ cần nói ủng hộ ông Minh Tuệ thôi là biết bao nhiêu người thấy ủng theo ủng hộ, đúng không? Lúc đó đất nước sẽ đi về đâu? Chị Hằng chỉ cần nói ủng hộ ông Minh Tuệ thôi là đám đông sẽ bao nhiêu đám đông lại, mà tụi bay biết là cái thế lực mà chống phá đất nước Việt Nam á, cái thế lực mà chống phá, thế lực muốn lật đổ chế độ của Việt Nam á, nó đang ngày một lớn, nó đang rình rập tại Việt Nam, mà chị Hằng là cái tâm điểm để tụi nó nhằm cái mục tiêu vô để lợi dụng, đúng không? Bây giờ nếu mà chị Hằng mà không tỉnh táo, chị Hằng mà không có cái đầu nhạy bén, chị Hằng mà giống như tụi bay á, thì ủng hộ ông Minh Tuệ rồi mà lỡ dính vô cái những tổ chức chống phá đất nước Việt Nam, thì lúc đó chị Hằng bị dính vô cái tội, dính vô pháp luật vi phạm pháp luật, thì cái tội đó tụi bay có gánh nổi cho chị Hằng không, đúng chưa? Tụi bay có gánh nổi chị Hằng không, đúng không? Bởi vì vậy tao nói tụi bay nghe là chị Hằng chỉ làm gì á, chị thua thì chị chung, chị đâu kêu tụi bay chung đâu. Tụi bay ủng hộ thì ủng hộ, không ủng hộ thì thôi, đúng không? Chứ tụi bay ủng hộ chị Hằng bị được gì á, như chị Hằng chỉ gặp sự cố chị tự thua chị tự chung rồi chị tự trở lại bình thường, chứ có thằng nào con nào giúp được chị cái gì không á? Bây giờ tụi bay nói thì bây giờ quay lại bị trách hờn bả là vậy là xúc phạm tới sư Minh Tuệ, xúc phạm bậc chân tu, xúc phạm tới cái người mà tụi bay ủng hộ. Tụi bay nghĩ tụi bay ủng hộ ổng chị Hằng bao nhiêu năm nay rồi, còn ông Minh Tuệ ổng mới xuất hiện có mấy tháng thôi, thì u mê ổng đến nỗi mà giờ tụi quay lưng với cái người mà tụi bay yêu quý mấy năm nay, thì tụi bay cảm thấy bị có xứng đáng không? Đó, tao nói ha, tao nói thiệt mày đó, bởi bản thân tao tin tưởng chị Hằng là chỗ đó. Cái đầu chị Hằng nhạy bén lắm, chị Hằng bà rất là hay, bị bà cái gì bà tự làm là bà tự chịu, đúng không? Bởi vì chị phải tự biết bảo vệ cho chị chính chị, bảo vệ cho gia đình chị đâu kêu ai bảo vệ cho chị đâu, mà cái tầm tao bay cũng đâu đủ tầm để bảo vệ cho chị, đúng không? Ủng hộ chị thì chị vui, không ủng hộ biến mẹ đi, chị cũng đâu có bị ảnh hưởng gì ở tụi bay đâu. Mà giờ tụi bay lên đây bị xỉa xói, tụi bay khóc lóc y như bây kể công cái ơn là ủng hộ chị bao nhiêu năm nay bây giờ vậy. Đó, ủng hộ là ủng hộ, tụi bay ủng hộ chị bao nhiêu năm nay, nhưng cái đường lối chị đi, cái đầu chị đi nó nhạy bén hơn gấp 100 cái đầu của tụi bay, 1000 cái đầu của tụi bay nữa. Nên tụi bay đừng có lấy lý do mà chị xúc phạm tới ông Minh Tuệ để bay quay lại tôi xích lại chị. Tao nói cho tụi bay nghe nè, tụi bay sống có nhân cách, có đạo đức xí, từng cái con lớn tuổi chứ những người nhỏ tuổi trung niên rồi ha. Tao nói tụi bay nha, y như là tụi bay bá vô cái drama của chị Hằng để tụi bay trục lại cho cái ý tưởng tụi bay, trục lại cho cái nghề tụi bay, trục lại theo cái chiều hướng mà tụi bay muốn vậy á. Còn ai đi sai theo cái chiều hướng tụi bay bắt tụi bay quay lại bị cắn xé người ta nha. Đơn giản là bị cắn xé chị Hằng, là cái người chị Hằng là cái người tụi bay đã tôn trọng, tụi bay là ủng hộ bao nhiêu năm nay, rồi tụi bay có đáng không? À, thật sự tao nói ba cái từ chánh nghĩa tụi dành cho bay là chánh nghĩa địa, đúng không? Tụi bay chánh nghĩa địa là đúng hơn, ba từ chánh nghĩa địa dành tụi bay, tụi bay ôm đó, ba từ đó đi theo ông cái ông Minh Tuệ đó, tụi bay ra nghĩa địa luôn, ở với ổng luôn nha. Còn với bản thân tao
tao ngày xưa tao cũng yêu quý ổng, nhưng tao thấy giờ nó giống như cú lừa thế kỷ vậy, tao dừng lại thôi á. Cái gì tao nói thật luôn, tao nói đây là tao nói cần cái nick thật của tao nè cho tụi bay á. Đứa nào mà chửi tao chửi trong đám tụi bay, mà tao mà lật xe quay xe tụi bay cứ treo đầu tao lên bị chửi đi. Tao á tao cảm ơn chị Hằng luôn, tao nhờ chị Hằng, tao nhờ chị Hằng mà tao mới tỉnh tỉnh á, chứ tao không u mê giống như tụi bay. Bởi vì á, nếu mà u mê thì bay sẽ bị cú lừa lịch sử, tụi bay có tin không? Tụi bay tin tao không? Chứ tao tao khẳng định là cái khứa mà thích minh tệ gì á, mà tụi bay đang tôn sùng, tụi bay sùng bái là bậc chân tu hoặc Phật sống gì á, tao nói bây giờ nó có 100% vấn đề hết, không bao giờ mà không có vấn đề trong đó. Tao nói đơn giản thôi, tụi bay u mê hay gì kệ mị tụi bay, đờ mờ những con mà quay xe lại, đờ mờ những đứa mà quay xe xong mà quay lại tô xích gì hẳn á. Tao nói tụi bay nha, nhân cách tụi bay trong xã hội này không có, tụi bay tham gia cái drama này là có ý đồ hết, tham gia drama có ý đồ. Tao nói tụi bay nè, lần này thôi, đừng bao giờ tụi bay bá vô cái drama nào hết, tụi bay đừng lợi dụng cái drama nào hết, bởi vì cái đạo đức, cái nhân cách của những con người như tụi bay không có, nên tụi bay sống bớt ảo tưởng tụi bay lại, tụi bay tưởng bay sức mạnh, tụi bay tưởng là tụi u mê ông thích minh tệ, u mê cái khứa thích minh tệ là tụi bắt mọi người phải theo hả? Ai mà không theo tụi bay quay lại tụi bay chửi ta hả? Đó giờ tao không theo ổng đó, tao không theo cái khứa thích minh tệ gì đó, tao cảm thấy khứa là có vấn đề đó, có vấn đề tao nói thẳng tụi bay, khứa là có vấn đề luôn á. Còn tao tin tưởng duy nhất là chị Hằng nha, tao tin tưởng duy nhất chị Hằng nói là có lý do. Còn tụi bay á, sống tao nói một lần nữa thôi, đừng có nói chữ ủng hộ, đừng có nói hai chữ chánh nghĩa, tụi bay là ba chữ chánh nghĩa địa, ôm đó đi theo nồi cơm điện đi, đi theo cái khứa thích minh tệ gì mà tụi bay kêu là Phật sống là bậc chân tu gì đó, tụi bay đi theo khứa đi, rồi tụi bay ra nghỉ đi ở dưới khứa. Còn tao, người tao ủng hộ chị Hằng, tao ủng hộ thực tế, tao ủng hộ người đời. Chị Hằng là tu ở đời, chị Hằng mới đúng là Phật sống, chị Hằng mới là cứu được biết bao nhiêu ngàn trẻ em bị tim bẩm sinh mà gặp hoàn cảnh khó khăn, không ai cứu giúp ở đất nước Việt Nam. Chị Hằng là người gian ta ra cứu giúp, chị Hằng chú Dũng công ty Đại Nam là người gian ra cứu giúp, thì cái người đó mới đáng được tôn sùng là Phật sống, hiểu không? Cái người đó mới đáng được là mà mình tôn sùng, mình quý trọng. Còn cái ông thầy chùa, ông bậc chân tu gì đó, đó là ông đi tu cho bản thân ổng, ổng cũng là thành bậc chân tu, cũng đi tu cho bản thân ổng, trục lợi cho gia đình ổng, cho anh em nhà ổng, chứ có cho ai cái gì đâu, đúng chưa? Mất thời gian cho ổng làm cái gì? Tao nói tụi bây giờ, tụi nếu tụi bây còn u mê, tụi sẽ bị đây sẽ bị một cú lừa thế kỷ. Mà tao nói tụi bây tin không tin thì cứ đợi đó mà xem. Còn bản thân tao nói ngày hôm nay nè, cảm thấy ông thích thì treo đầu tao lên chửi, ok vậy thôi. Tao mãi mãi ủng hộ chị Hằng và luôn luôn yêu quý kính trọng chị Hằng, kính trọng cái người thực tế, sống thực tế hơn ở xã hội này, ở đất nước Việt Nam này, tụi bay có hiểu không? Thì muốn chửi thì cứ chửi thoải mái, chửi tao nè nha. Tao là không bao giờ tin tưởng vào cái khứa này mà thích minh tệ gì đâu nha, khứa Phật sống gì có tụi bay thôi, chứ tao là no. Tao tin tưởng đi đó một mình chị Nguyễn Phương Hằng, công ty Đại Nam và chú Dũng thôi, ok vậy chưa? Tụi bay tỉnh chưa? Tao chửi những đứa mà quay xe đờ mà tụi bay, đờ mà tụi bay, đờ mà tụi bay.